Khám phá xưởng sơn sạch nhất Việt Nam của VinFast, tự động hóa 95% với công suất hoàn thiện 38 ô tô một giờ. Xưởng sơn nằm trong nhà máy sản xuất ô tô VinFast mới khánh thành hôm 14 tháng 6 năm 2019. Đây là nhà máy ô tô đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chu trình sản xuất hoàn thiện, đồng bộ và tự động hóa cao hàng đầu quốc tế với 6 nhà xưởng gồm xưởng dập, xưởng hàng thân vỏ, xưởng sơn, xưởng động cơ, xưởng phụ trợ và xưởng lắp ráp. Trong mục tiêu làm lớn ngay từ đầu, xưởng xây dựng trên diện tích 20.000 m2 được tư vấn thiết kế bởi công ty tư vấn hàng đầu thế giới đến từ Đức là Dürr và thi công lắp đặt bởi tổng thầu Combet. Xưởng sơn tại nhà máy VinFast không chỉ có quy mô hàng đầu mà còn là xưởng sơn ô tô hiện đại nhất Việt Nam về môi trường lao động và mức độ an toàn. Một trong những hệ lụy lớn nhất từ các xưởng sơn là tác động xấu đến môi trường và sức khỏe công nhân. Tuy nhiên, xưởng sơn nhà máy VinFast được tự động hóa tới 95%, cao nhất tại Việt Nam, ngang với những nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới. Kỹ thuật viên trong nhà máy chỉ đóng vai trò vận hành, kiểm thử trong các bước trung gian với trang thiết bị bảo hộ theo chuẩn châu Âu. Đặc biệt, xưởng sơn của VinFast có hệ thống xử lý môi trường và chất thải tốt bậc nhất châu Á do sử dụng công nghệ xử lý khí thải và nước thải tiên tiến nhất hiện nay, triệt tiêu mùi sơn ngay trong nhà xưởng, đảm bảo an toàn môi trường. Không chỉ đảm bảo độ xanh, sạch, VinFast còn sở hữu xưởng sơn ô tô hiện đại hàng đầu thế giới với công nghệ đến từ châu Âu. Kỹ thuật viên và robot trong nhà máy được kết nối liên hoàn và tự động hóa, điều hành sản xuất thông minh, mang lại hiệu suất tối ưu. Xưởng có hệ thống không khí thông minh EcoSmart VEC độc quyền tại Việt Nam, giúp tối đa hóa hiệu suất năng lượng trong việc làm khô sơn. Trong khi đó, công nghệ RODIP giúp tối ưu hóa hiệu quả xử lý bề mặt, giúp lớp sơn có độ bám dính, bền màu. Quy trình tự làm sạch bề mặt, sơn điện ly, phun PVC, sơn lót, sơn phủ màu và sơn bóng được kiểm soát nghiêm ngặt với mỗi bước test qua từng công đoạn, đảm bảo khả năng chống rỉ cho thân xe, cách âm tốt, chống tia UV, chống trầy xước, đem lại tính thẩm mỹ cho xe, giúp xe trông đẹp và bắt mắt. Với quy trình vận hành khép kín, công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, xưởng sơn giúp cho các dòng xe VinFast đẹp từ ngay cái nhìn đầu tiên, hướng đến xuất khẩu tới nhiều thị trường, với điều kiện vận hành, thời tiết khác nhau mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và bền màu lớp sơn. Từ trí thức trẻ, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.